Hyeri bị chê kém sắc trước nữ phụ trong Bạn cùng phòng tôi là Gumiho khiến fan hậm hực. Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh Hàn, Hyeri cũng đã trở lại nghiệp diễn xuất với tác phẩm mới mang tên Bạn cùng phòng tôi là Gumiho trong năm 2021, thể hiện một cách ấn tượng vai diễn của cô sinh viên hài hước Lee Dam ở Bạn cùng phòng tôi là Gumiho. Hyeri vẫn gây không ít tranh cãi xoay quanh việc bản thân cô nàng đã thoát khỏi cái bóng của vai diễn huyền thoại Dusin năm nào hay chưa. Ngoài ra mới đây, Hyeri tiếp tục đứng trước tâm bão khi có những khán giả cho rằng dù là nữ chính nhưng cô lại kém sắc so với nữ phụ Kang Hana. Khách quan mà nói, dù có kém sắc cũng là điều dễ hiểu khi ở Bạn cùng phòng tôi là Gumiho, Hyeri vào vai cô nữ sinh với tạo hình giản dị, đa phần đều xuất hiện với những bộ đồ kín đáo và không bao giờ biết giữ hình tượng cho mình. Trong khi đó, Kang Hana lại vào vai một Gumiho xinh đẹp, sành điệu, luôn trang điểm và ăn diện cầu kỳ. Không ít khán giả cho rằng sự so sánh này quá phiến diện khi mà mỗi cô nàng có một vẻ đẹp riêng, chỉ khác là tạo hình của ai sang chảnh nổi bật hơn mà thôi. Bình luận của khán giả, rảnh quá không có việc gì làm nên đi so sánh để kích quà đấy à. Xem lại phim đi, hai người hai tính cách, hai kiểu trưng diện thì tạo hình chẳng lệch nhau. Người so sánh kiểu này chắc chắn là chưa xem phim. Hyeri của tôi đáng yêu biết bao nhiêu, trong phim bả như thế thôi chứ ăn diện lên thì mấy người đừng có ngỡ ngàng. Lee Dam là sinh viên, đã thế còn kiểu người giản dị. Có mấy cảnh bả lên đồ đi chơi với hội bạn cũng có xinh kém ai đâu, làm ơn đừng so sánh nữa. Tôi mê cả hai chị nên nếu còn so sánh nữa tôi đấm mà nha. Bộ phim là câu chuyện thú vị xoay quanh giáo sư Shin Woo-yo, Jang Ki-yong và cô sinh viên Lee Dam, Lee Hye-ri thủ vai. Đằng sau vỏ bọc điển trai thông minh tài giỏi, Won Jae thực chất là một hồ ly chín đuôi đã bước sang tuổi 999. Để trở thành một người đàn ông bình thường, anh buộc phải thu thập năng lượng của những con người khác vào trong một cỏ cầu hồ ly. Nhưng trong một lần bất cẩn, giáo sư Shin đã vô tình để nữ sinh Lee Dam đang trong tình trạng say xỉn nuốt phải quả cầu quý báu của mình. Từ đây, Woo Yeo mất đi cơ hội trở thành con người, còn Lee Dam sẽ không thể sống quá một năm bởi tác dụng phụ từ quả cầu đó. Đứng trước tình huống oái âm, Woo Yeo đề nghị cả hai nên sống chung cho đến khi tìm ra giải pháp để đưa mọi chuyện sớm quay trở về quỹ đạo ban đầu. Từ đây, một loạt câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy đến với cặp đôi hồ ly tội nghiệp và cô nữ sinh hậu đậu. Ngay sau khi thông tin Hyeri sẽ quay trở lại màn ảnh Hàn, rất nhiều người hâm mộ đã thể hiện sự phấn khích và vui mừng bởi đây là tác phẩm đầu tiên của cô nàng trong năm 2021. Bên cạnh đó, trong bộ phim này, Lee Hyeri còn có dịp sánh đôi với loạt diễn viên tài năng xinh đẹp như Jang Ki-yong, Kang Hana, Kim Do-wan. Nhan sắc cùng sự trẻ trung đến từ dàn cast mang đến bầu không khí tươi vui cho toàn bộ phim. Bên cạnh đó, nhiều mọt phim không giấu nổi sự tò mò khi hay tin Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho là một bộ phim chuyển thể từ một webtoon nổi tiếng trên Naver có tên là Một cuộc sống chung kinh hoàng. Ngay khi ra mắt, tác phẩm này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng bởi nội dung có phần mới lạ. Chính sức hút đó đã giúp bộ truyện mạng này đạt 9,97 điểm trên bảng xếp hạng, thu về hơn 5 triệu lượt xem và 250.000 lượt đánh giá đến từ người hâm mộ. Không những thế, điều đặc biệt nhất khiến Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho nhận được quan tâm lớn của đông đảo khán giả chính là sự dẫn dắt đến từ đạo diễn Park Jun-hwa và biên kịch Bi Sung-kwo. Đây chính là cặp bài trùng đã làm nên siêu phẩm châu Á Thư ký Kim sao thế năm 2018. Điều này đã càng củng cố thêm niềm tin cho các fan rằng con cưng của đài TVN rất có nhiều tiềm năng kế nhiệm đàn anh của mình để trở thành một trong những tác phẩm ấn tượng nhất màn ảnh châu Á năm 2021.